Xin chào mọi người, hôm nay Châu Vàng Tuyên Quang sẽ test thực tế cái máy thay cầu trước 178KA. Mọi người thấy thì đây là máy đang làm trên ruộng cạn. Ruộng này dạng rất là cao, rất là nhiều dạng. Tức là ruộng cạn thì mình sẽ dùng phay, và phay đằng trước này, đằng sau thì mình sẽ lắp bánh bám. Đây là máy đang đi số 1 để xay vỡ đất. Nhưng mà mình, sau khi vỡ đất rồi mình đợt 2 mình đi số 2 là xay nhỏ đất thì nó sẽ hơn rất là nhiều. Cầu trước của nó vòng quay rất là lớn. Thành chức năng phay ruộng nước của máy phay cầu trước 178 này, Châu Vàng KA 178 Châu Vàng. Dạng rất là cao luôn.
điện thoại liên hệ bên mình là 0971588456. Châu Vàng Tuyên Quang 0971588456. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Châu Vàng Tuyên Quang.